Chào mừng các bạn đã đến với Dừa Hân Bòn Học Hân, địa chỉ bên em Tân Hành Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Bên em chuyên cung cấp phân bò sơ dừa cho cháu và cháu, các loại thức ăn cho gia súc luôn nha các anh chị. Bá đậu, bá bia, cám, tắm, tất cả em đều có. Các anh chị cần thì liên hệ đến em, số điện thoại 0777186271. Em giao các tỉnh thành luôn các anh chị. Xe này là 20 mấy tấn. Em giao 10 xe cho chị khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe rất là lớn luôn, này là em giao cháu sáng nha các anh chị. Bây giờ đang đợi quả nè, để ba sửa đường thôi, để ba bớt quạo đi. Chưa hối có la thì cũng nghe. Tôi đi cho bò dê ăn luôn đó. Cái gì đó? Xe bên em đang đổ hàng. Đây đều tất cả đều là cháu xá nha các anh chị. Các anh chị nào cần thì liên hệ đến em, số điện thoại 0777186271. Em chuyên cung cấp số lượng lớn sỉ các tỉnh thành luôn các anh chị. Này em đi xe tải là em này là cháu xá. Nếu các anh chị là đường ghe thì em cũng vẫn bơm ghe được. Đây là vườn cao su. Giờ tài xế giờ ăn cơm. Nãy giờ xe đậu sắp lắp vậy đó. Giao 10 chiếc cho chị. Mười chiếc xe 20 tấn. Này cháu nguyên chất nha các anh chị. Đây là vỏ cháu rất là đẹp luôn, vỏ cháu tươi. Anh chị nào cần số lượng lớn hãy liên hệ anh em, số điện thoại 0777186271. Em chuyên cung cấp cháu xá và cháu bao. Anh chị cần số lượng bao nhiêu em cũng có nha. Giờ em đang đổ 10 xe cho chị khách.